bạn hãy huy phục người như lời nói trên bay. Để báo đặt máy bên này cho vui vẻ nhé. Anh cứ ngồi đây để em chuẩn bị hậu trường đấy. Mới xong cơ, chạy nhiều số mà. Có cả chậu đấy, số đâu. Đúng rồi. Thôi uống một chén với anh nhá Ngọc. Từ kiểm tra âm nhạc đấy. À, báo uống xong thì sẽ bắt tay. Và thêm một cái nữa là bắt tay một cái nữa là ăn nửa quả chanh. À rồi. Rồi ok. Và muối. Đấy. Ừ. Cho nó cọ sát. Em đi đâu? Cửa vào rượu liệu vậy rồi. Ta nâng ba đại bàn bầu. Ngọt bụi mềm 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 lá đông nan. Đã nâng lên là uống rượu bên môi. Dày bao tâm ca chạy vào tâm ca. Mà chén là phải say. Người vùng cao hoặc là thế, vua chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát, phải nằm khê khê. Tay tóc bao vương ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như chân mới.
Cái mày không về là tao bắt nó chén đấy. Tao bắt nó đi bắt vợ sản xuất ra người đấy. Bắt luôn đi. Người đó. Chỉ còn những anh mơ luôn đi theo bầu quay. Chỉ còn những tiếng hát vang lên đi đâu xa. Ôi mày ạ. Không phi qua Mã Pì Lèng được. Một sai sai, nãy nó đang nhấp nháy đỏ ấy nè. Nào, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, hậu tà, hậu chớ, U, B, U, B, hậu tà, hậu chớ.